But after aeon, after aeon. So after aeon means after Phanerozoic, and this is the stage of era. And here in Phanerozoic we divide this in three stages, small stages like that. Okay, and that these three stages in era. Okay, and that is Paleozoic, Mesozoic, and Cenozoic. Okay, vậy thì cái thời kỳ aeon nó được kết thúc ở cái thời kỳ tên là ở cái giai đoạn tên là Phanerozoic, và sau aeon thì tới thời kỳ era, và cái thời kỳ era này là đến Phanerozoic được chia ra thành ba giai đoạn nhỏ hơn là Paleozoic, Mesozoic và Cenozoic.